đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài chủ động phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng năm 2024, trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 26 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết hội thao cán bộ đoàn tỉnh An Giang năm 2024. Trong một ngày thi đấu sôi nổi với các môn như bóng đá, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và kéo co, các đội đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng và giao lưu kết nối giữa cán bộ đoàn các cấp. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị quyền đoàn An Phú đối với môn kéo co, môn cầu lông, đôi nam nữ giải nhất thuộc về quyền đoàn Phú Tân môn bóng chuyền hơi nữ giải nhất thuộc về đoàn thanh niên bộ chỉ huy quân sự tỉnh và môn bóng đá nam giải nhất thuộc về đoàn trường đại học an giang ngày 26 tháng 4 phường đoàn châu phú b phối hợp hội cựu chiến binh phường tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 30 tháng 4 năm 2024 và 70 năm ngày chiến thắng lịch sử điện biên phủ 7 tháng 5 năm 1954 7 tháng 5 năm 2024 Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên hội viên được ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc Việt Nam, đối với nền hòa bình và sự toàn vẹn thống nhất đất nước. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giáo dục cho đoàn viên niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và những hy sinh mất mát của cha ông cho nền độc lập dân tộc, giúp đoàn chiên hội chiên hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Công an phường Vĩnh Quân cùng với Ban Bảo vệ dân phố, các hội đoàn thể phường ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, dĩa hè tuyến đường Nguyễn Hữu Trí, khóm Vĩnh Chánh Ba, phường Vĩnh Quân buổi ra quân lực lượng yêu cầu các hộ dân có hàng rào mái che chướng ngại vật xây cất vượt mức quy định phải tự tháo dỡ di dời đồng thời tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia chặt mé cây xanh di dời các hàng rào mái che đồ vật chậu kiển để đúng nơi quy định tạo hành lang thông thoáng trên các tuyến đường giao thông đảm bảo khoảng cách và theo quy định quản lý xây dựng trên địa bàn phường đồng thời lực lượng đã kiểm tra nhắc nhở 215 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường dĩa hè thời gian tới công an phường vĩnh quân cùng với ban bảo vệ dân phố các hội đoàn thể phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp mua bán cố tình lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè từ đó góp phần tạo đường thông hè thoáng bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông thời gian qua xã vĩnh Tý đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất xây dựng dùng nguyên liệu sản xuất tập trung gắn giới tiêu thụ theo chuỗi liên kết áp dụng các biện pháp như ba giảm ba tăng một năm giảm tưới tiên tiến tiết kiệm nước Đến nay trên địa bàn xã có một hợp tác xã nông nghiệp cây châm mở rộng thêm mô hình sấy lúa, củng cố lại hợp tác xã cây ăn trái, duy trì 5 tổ hội nghề nghiệp, thành lập mới 3 tổ hợp tác chăn nuôi bò với 13 thành viên, các trạm bơm điện đảm bảo nguồn nước cho tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trên 69 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều của xã còn 17 hộ các hợp tác xã tổ hợp tác trên địa bàn cũng phát huy tốt vai trò hình thành các mô hình liên kết sản xuất hỗ trợ vốn tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới diễn ra trên toàn thành phố Châu Đốc từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với mục tiêu lớn nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp quỹ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm những năm qua, an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nan giải phức tạp và chưa bao giờ là vấn đề cũ, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội không ngừng phát triển, việc kinh doanh sản xuất thực phẩm đang có nhiều thay đổi. Hiện nay trên mạng xã hội, rất nhiều trang cá nhân quảng cáo kinh doanh thực phẩm diễn ra rất rầm rộ, đa dạng với nhiều chiêu thức khác nhau nhằm gây sự quan tâm chú ý của cộng đồng. Trong số đó, có nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu, hàng nhái, hàng giả được quảng cáo kinh doanh tràn lan gây nguy hiểm cho cho người tiêu dùng. Trong khi trách nhiệm quản lý lĩnh vực nhạy cảm này không chỉ có ngành y tế mà còn có trách nhiệm của nhiều bộ ngành khác và một số nội dung trong quản lý nhà nước còn có chồng chéo bất cập. Trong tháng hành động năm nay, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, trong tình hình mới hiện nay, khi các loại quá chất phụ gia, nguyên liệu sản xuất thực phẩm và thực phẩm được bán trên không gian mạng ngày càng đa dạng chất lượng, không biết đường nào mà lần, đòi hỏi các bộ ngành chức năng, đặc biệt là chính quyền các cấp cần chủ động nâng cao hơn nữa trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn trong quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đặc biệt, cơ quan chức năng phải phối hợp liên ngành chặt chẽ, chủ động thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh, công khai mọi trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, không để tình trạng việc đã rồi mới xử lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, để mỗi người dân không chỉ biết phân biệt, lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, mà còn biết tẩy chay thực phẩm nguy hại, thực phẩm bẩn và sẵn sàng đấu tranh với mọi hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm xác định hoạt động thương mại dịch vụ là những lĩnh vực có vị trí vai trò quan trọng góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế chung của địa phương những năm qua phương châu phú b đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh sẵn có phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn phường nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương phương châu phú b hiện có trên 1.800 hộ sản xuất kinh doanh để phát triển thương mại dịch vụ phương châu phú b đã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phối hợp giải quyết nhanh các thủ tục cấp giấy phép dũng dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tham gia buôn bán, đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhờ thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp, những năm gần đây lĩnh vực thương mại dịch vụ ngày càng phát triển, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu lao động, góp phần nâng cao đời sống người dân. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dinh Tế tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện hiệu quả mô hình dân dẫn khéo trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội. Qua đó thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện đạt 100% mô hình dân dẫn khéo và dân dẫn khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội duy trì mô hình ống heo tiết kiệm với 4 tổ, thành lập 9 tổ phụ nữ tương trợ mua bảo hiểm y tế có 90 thành viên. Vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, hội còn chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện công trình phần diệt góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp. Như tổ chức trồng qua, tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác thải, nhặt rác nơi công cộng và ra quân dọn vệ sinh môi trường, vận động hội viên xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Phát huy tinh thần nhiệt quyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Vinh Tế đã xung kích đi đầu, Trồng cây thực hiện nhiều công trình phần việc của thanh niên, qua đó góp phần hiệu quả cùng với Đảng bộ chính quyền trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác, thực hiện thắng thanh niên với nhiều công trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như tổ chức vệ sinh môi trường, thắp sáng đường giao thông nông thôn, trục dứt lục bình khơi thông dòng chảy, chặt tỉa cây che khuất tầm nhìn tháo dỡ các biển quảng cáo trái phép trên các tuyến đường, chăm sóc cây xanh trồng qua đường giao thông nông thôn, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được thường xuyên thực hiện. Những công trình phân việc không chỉ góp phần giáo dục định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên giáo viên trường tiểu học Chu Văn An xã Dinh Tế, cụ thể hóa bằng những việc làm phong trào thi đua thiết thực, tạo không khí dạy và học sôi nổi trong nhà trường. Chi bộ nhà trường tổ chức triển khai học tập đến toàn thể cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên. Nhà trường gắn việc học tập và làm theo Bác với hoạt động chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy và học, gắn thực hiện chỉ thị số 05 với việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, dạy tốt học tốt, cổng trường an toàn giao thông. Mỗi cán bộ giáo viên nhân viên gắn thực hiện chỉ thị số 05 với công việc được giao, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh. Hàng năm, tỷ lệ quy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98,5% trở lên. Qua việc học tập và làm theo bác, giúp cho cán bộ giáo viên nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Xác định hoạt động thương mại dịch vụ là những lĩnh vực có vị trí vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế chung của địa phương. Những năm qua, phường Chánh Phú Bi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh sẵn có, phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn phường, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương phường Châu Phú B hiện có trên 1.800 hộ sản xuất kinh doanh. Để phát triển thương mại dịch vụ, phường Châu Phú B đã tập trung nguồn lực, đầu tư nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phối hợp giải quyết nhanh các thủ tục cấp giấy phép, vốn dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tham gia buôn bán, đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhờ thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp, những năm gần đây, lĩnh vực thương mại dịch vụ ngày càng phát triển, ta bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu lao động, góp phần nâng cao đời sống người dân. Thời gian qua, xã dinh tế đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất, xây dựng dùng nguyên liệu sản xuất tập trung, gắn giới tiêu thụ theo chuỗi liên kết, áp dụng các biện pháp như ba giảm ba tăng, một phải năm giảm, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Đến nay, trên địa bàn xã có một hợp tác xã nông nghiệp cây chăm mở rộng thêm mô hình sấy lúa củng cố lại hợp tác xã cây ăn trái, duy trì 5 tổ hội nghề nghiệp, thành lập mới 3 tổ hợp tác chăn nuôi bò với 13 thành viên, các trạm bơm điện đảm bảo nguồn nước cho tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đồng người trên 69 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều của xã còn 17 hộ. Các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn cũng phát huy tốt vai trò hình thành các mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ vốn, tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội, qua đó thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện đạt 100% mô hình dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội duy trì mô hình ống heo tiết kiệm với 4 tổ, thành lập 9 tổ phụ nữ, tương trợ mua bảo hiểm y tế có 90 thành viên. Dân động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, hội còn chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện công trình phần việc góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp như tổ chức trồng qua, tuyên truyền người dân phân loại xử lý rác thải, nhặt rác nơi công cộng và ra quân dọn vệ sinh môi trường, dân động hội viên xây nhà tiêu hợp vệ sinh phát huy tinh thần nhiệt quyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Vĩnh Tế đã xung kích đi đầu triển khai thực hiện nhiều công trình phân diệt của thanh niên. Qua đó, góp phần hiệu quả cùng với Đảng bộ chính quyền trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác, thực hiện thắng thanh niên với nhiều công trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như tổ chức vệ sinh môi trường, thắp sáng đường giao thông nông thôn, trục dứt lục bình khơi thông dòng chảy, chặt tỉa cây che khuất tầm nhìn, tháo dỡ các biển quảng cáo trái phép trên các tuyến đường, chăm sóc cây xanh trồng qua đường giao thông nông thôn, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được thường xuyên thực hiện. Những công trình phân việc không chỉ góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên thanh niên, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, giáo viên trường tiểu học Chu Văn An xã Dân Tế cụ thể hóa bằng những việc làm phong trào thi đua thiết thực, tạo không khí dạy và học sôi nổi trong nhà trường. Chi bộ nhà trường tổ chức triển khai học tập đến toàn thể cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên. Nhà trường gắn việc học tập và làm theo bác với hoạt động chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy và học gắn thực hiện chỉ thị số 05 với việc triển khai các cuộc vận động phong trào thi đua mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, dạy tốt học tốt, cống trường an toàn giao thông. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn thực hiện chỉ thị số 05 với công việc được giao, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hàng năm, tỷ lệ quy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98,5% trở lên qua việc học tập và làm theo bác giúp cho cán bộ giáo viên nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh an giang xuất hiện tình trạng một số đối tượng lạ giả danh lãnh đạo các sở ngành thuộc tỉnh an giang trong đó có cả lãnh đạo công an tỉnh gọi điện đến số điện thoại di động của một số lãnh đạo cán bộ thuộc các sở ban ngành đơn vị doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh thông báo nội dung có liên quan đến các vụ án vụ việc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật hiện cơ quan công an đang điều tra để lấy cắp thông tin uy hiếp đe dọa gây hoang mang lo sợ nếu muốn được xem xét tạo điều kiện giúp đỡ, giải quyết phải làm theo hướng dẫn của đối tượng. Nếu không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ lăng mạ, xúc phạm người nghe điện thoại. Tình trạng trên gây ảnh hưởng đến uy tín của các đồng chí lãnh đạo, gây quan mang lo sợ và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhận định thời gian sắp tới, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn nêu trên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh An Giang thông báo đến các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố biết, nắm rõ phương thức thủ đoạn trên để tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, người lao động, đoàn viên hội viên, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, chủ động phòng ngừa loại tội phạm này. Khuyến cáo người dân không làm theo chỉ dẫn qua điện thoại từ một cá nhân hay tổ chức nào nếu chưa biết rõ họ là ai, nhất là yêu cầu cài đặt các ứng dụng từ đường link không rõ nguồn gốc, đặc biệt không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với bất cứ hình thức nào. Trong trường hợp tiếp nhận thông tin từ người lạ trao đổi nội dung liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin, lo sợ, không làm theo yêu cầu của các đối tượng đưa ra và phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng Công an tỉnh An Giang theo số điện thoại 0693 640 505 để được hướng dẫn giải quyết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 49 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội toàn đảng toàn dân toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàng gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thành quả chỉ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc chấm dứt áp thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, bộ chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình gian quá, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Quế Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam và đã đưa ra quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Đồng thời, chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang. Đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng dạp bộ binh của ta tiến vào dinh độc lập, bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên dinh độc lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ 20, mang tầm quốc tế tầm thời đại sâu sắc. Ngày nay trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc chúng ta càng tự hào tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt tài tình của đảng cộng sản việt nam vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh sáng tạo của dân tộc ta của quân đội ta Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm dương lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng đề ra. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đã được thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố châu đốc quan tâm chỉ đạo. Các cơ quan đơn vị chức năng, ủy ban nhân dân các phường xã của thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền, nhờ đó ý thức trách nhiệm về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng và nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết trên địa bàn thành phố Châu Đốc tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ không khí tăng cao, gây khô hạn và nguy cơ cháy rừng là rất cao. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy dân Quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino năm 2024, nắng nóng gây gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương nền nhiệt cao hơn năm 2023. Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân thành phố Châu Đốc có tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn thành phố là 249,8 hecta, trong đó rừng tự nhiên là 48,4 hecta và rừng trồng là 201,4 hecta. Diện tích có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn thành phố Châu Đốc là 218,2 hecta, tỷ lệ che phủ là 2,1%. Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng, tạm ngừng các hoạt động trong rừng như giải quyết chặt cây tỉa thưa rừng lấy thuốc nam chủ động rà soát kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện bố trí cấp bổ sung phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng đến các trạm kiểm lâm địa bàn ban chỉ huy các xã có rừng sẵn sàng ứng trực trong mùa khô năm 2024 Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện vật tư kinh phí để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, có phương án sẵn sàng chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy. Dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao thực hiện công điện 31 trên CDTTG ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Các cơ quan chức năng của thành phố Châu Đốc đã và đang tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ các khu vực trọng điểm, phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật đấu tranh truy quét các đầu nậu mua bán vận chuyển tàn trữ gỗ động vật rừng Đặc biệt là các loài động vật nguy cấp quý hiếm, các loại lâm sản trái pháp luật, quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nhất là cơ sở sử dụng gỗ rừng tự nhiên, xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật các đối tượng vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định pháp luật của nhà nước trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các trọng điểm cháy rừng, ra soát bổ sung phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng theo quy định của pháp luật, có các phương án bảo đảm lực lượng vật tư trang thiết bị và hậu cần thường trực sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng không để xảy ra cháy lớn khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo điều tra xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các cơ quan kiểm lâm, công an, quân đội đóng chân trên địa bàn thành phố, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện phân công phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát huy các biện pháp cảnh báo cháy. Khi phát hiện có cháy, phải kịp thời báo cơ quan chức năng xử lý, không để cháy lan diện rộng. Phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống cháy rừng các đơn vị chủ rừng thực hiện giao khoán trồng rừng, bảo vệ rừng, các cá nhân tổ chức nhận giao khoán phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy rừng, ký cam kết không để xảy ra cháy rừng ở khu vực được giao quản lý, canh tác do lõi chủ quan. Chủ trì phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng và các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, có giải pháp cụ thể phối hợp chặt chẽ, ứng phó kịp thời hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị chủ động rà soát xác định các khu vực có nguy cơ cao có thể xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý để chủ động có giải pháp phòng ngừa hiệu quả cũng như bố trí lưu lượng ứng trực phù hợp thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị phòng chống cháy rừng hiện có bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng kịp thời ứng phó xử lý dập tắt đám cháy ngay khi phát sinh Hạt Kiểm Lâm chỉ đạo cán bộ Kiểm Lâm chủ động kiểm tra ra soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Phân công cán bộ Kiểm Lâm bám sát, theo dõi, kịp thời phát hiện cháy trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị chủ rừng, chữa cháy và báo cáo kịp thời bàn chỉ đạo các thành phố, quy động lực lượng chữa cháy khi có cháy lớn xảy ra. Hạt Kiểm Lâm cũng hướng dẫn đôn đốc chủ rừng các phường xã có rừng phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng bố trí lực lượng thường trực chỉ quy có sơ đồ chỉ huy phòng cháy và xây dựng các công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại các dùng trọng điểm về cháy rừng Tăng cường cán bộ kiểm lâm đến các địa bàn trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời yêu cầu các tổ chức cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trong rừng và đốt nương làm rẫy với trưởng khu phố thôn, kiểm lâm địa bàn để theo dõi hướng dẫn nhằm kiểm soát quá trình sử dụng lửa trong xử lý thực bì. Trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp 4, cấp nguy hiểm và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong gần rừng và đốt xử lý thực bị trong rừng, đốt nương làm rẫy không đúng quy định. Trong số các biện pháp theo khuyến cáo về phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố Châu Đốc trong thời gian tới, đáng chú ý, các cơ quan chức năng, các chủ rừng và người dân cần chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết khí hậu, thực hiện tốt công tác dự báo tình hình các dự báo cháy rừng dùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng các chủ rừng cơ sở và người dân sinh sống hoạt động gian rừng trong rừng cũng cần chủ động lập các biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đồng thời phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác này, quản lý chặt chẽ trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thường xuyên nghiên cứu, tham gia tập quấn kiến thức kỹ năng chữa cháy rừng. Chủ rừng phải bảo đảm các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định như có phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tạo đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa, nguồn cấp nước chữa cháy, chòi quan sát phát hiện cháy rừng, tháp quan trắc lửa rừng, hệ thống biển cấm biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng hệ thống dự báo cảnh báo cháy rừng và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, xã Vĩnh Tế đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, giúp người dân từng bước cải thiện đời sống vật chất và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, xã Vĩnh Tế đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ cận nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập Cải thiện đời sống nhân dân, hàng năm xã Vĩnh Tế tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện việc rà soát hộ cận nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để đưa ra những giải pháp cụ thể tới từng hộ gia đình. Năm 2024, xã Dĩnh Tế phấn đấu hỗ trợ thoát 17 trên 17 hộ cận nghèo để đạt được mục tiêu giảm nghèo. Xã Dĩnh Tế xây dựng ban hành các kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, yêu cầu các ban ngành đoàn thể tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ cận nghèo cũng như phân loại các hộ cận nghèo từ đó có các chính sách hỗ trợ xác thực phù hợp hiệu quả đồng thời tăng cường tuyên truyền dẫn động nhân dân thay đổi nhận thức khơi dậy tinh thần chủ động dương lên của các hộ cận nghèo khắc phục tình trạng không muốn thoát nghèo mà trong chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cộng đồng để thoát nghèo bền vững Cùng với đó, xã chủ động phối hợp với ngành chuyên môn, tổ chức các lớp tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để bà con sử dụng có hiệu quả các nguồn giống ưu đãi, phục vụ công tác giảm nghèo, vận động xã hội quá, hỗ trợ nhà ở cho hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã Vĩnh Tế đang tiếp tục lồng ghép linh hoạt, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội nhằm quy động hiệu quả các nguồn lực. Từ đó, các cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh, thành phố được triển khai đồng bộ rộng khắp với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng dây vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, đồng thời đổi mới phương thức hỗ trợ người nghèo theo hướng giảm dần chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có hoàn trả, có điều kiện, tập trung triển khai các giải pháp tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững, Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, triển khai sâu rộng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau nhằm quy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo với những giải pháp đồng bộ tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn xã vĩnh tế thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của xã vĩnh tế ngày càng phát triển bền dững Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là việc xây dựng văn hóa đọc và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc năm 2024. Trong thời gian qua, Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố phối hợp với Thư diện tỉnh, tổ chức chuyến xe thư diện lưu động phục vụ học sinh, qua đó góp phần mang ánh sáng tri thức và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng trong đời sống của mỗi chúng ta sách là kho tàng tri thức là sản phẩm gian quá tinh thần đóng vai trò rất quan trọng sách vừa là bạn vừa là thầy chính vì thế thời gian qua nhằm mang tri thức đến giới độc giả nhất là các em học sinh giúp các em có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm thú vị trung tâm gian quá thể thao và trường thanh thành phố tích cực phối hợp với thư diện tỉnh an giang thực hiện chuyến xe thư diện lưu động mang tên Ánh sáng tri thức, qua đó góp phần lan tỏa niềm đam mê đọc sách cũng như phát triển gian quá đọc trong cộng đồng. Được thiết kế hiện đại, linh hoạt và khoa học, chuyến xe Ánh sáng tri thức đi đến ngôi trường nào cũng đều nhận được sự chào đón nhiệt tình của thầy cô giáo và các em học sinh. Mỗi chuyến xe lưu động mang theo hơn 4.000 đầu sách cùng với các trang thiết bị hỗ trợ như máy tính kết nối Internet, TV, trình chiếu các video giới thiệu về những quyển sách hay. Sách phong phú được cập nhật thường xuyên với nhiều thể loại như truyện tranh dân gian, truyện cổ tích, truyện thiếu nhi dành cho các em nhỏ. Ngoài ra còn có sách về kỹ năng sống, các lĩnh vực văn hóa, khoa học, lịch sử, tâm lý phù hợp với từng đối tượng phục vụ điểm khác biệt của mô hình phục vụ xe thư diện lưu động với mô hình thư diện truyền thống là cách thức phục vụ linh hoạt nội dung sách phong phú mọi người đọc sách trong một không gian mở các em học sinh cùng các thầy cô giáo và bạn bè tham gia các trò chơi giúp phát triển khả năng tư duy sự sáng tạo và niềm yêu thích đọc sách các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc thông qua chuyến xe thư viện lưu động được tổ chức tại trường phục vụ các em học sinh, không chỉ được tìm hiểu lựa chọn và đọc rất nhiều đầu sách, các em còn được cán bộ thư viện tỉnh hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả, cách tương tác cùng sách và thực hiện từ sách. Qua hiệu ứng từ chương trình, các trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thư viện, đưa công tác phát triển văn hóa đọc thành một nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh tổ chức các chuyến xe lưu động, phục vụ đối tượng bạn đọc là các em học sinh, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh còn phối hợp với các trường, tổ chức giao lưu sinh hoạt chuyên đề và trưng bày xếp sách nghệ thuật. Thông qua các hoạt động bổ ích, không chỉ giúp học sinh giải trí sau những giờ học căng thẳng, mà còn giúp các em học sinh tiếp cận và đọc được những cuốn sách hay bổ ích giáo dục lối sống, đạo đức, kỹ năng sống. Từ những hiệu quả thiết thực mà xe tư viện lưu động mang lại, từng bước mở rộng phong trào đọc sách, góp phần bồi dưỡng, nâng cao tri thức cho người dân, nhất là đối tượng học sinh. Qua đó tiếp tục phát triển văn hóa đọc và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng để mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở địa phương. quý vị và các bạn thân mến chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai xin kính chào tạm biệt